Nếu trạch hướng, lạc đường thì vô phương cứu chữa. Việc Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết Hart-Corret 9 lên án sự khủng khiếp của chủ nghĩa xã hội ngày 2 tháng 2 năm 2023 với thông điệp: bản nghị quyết không mang tính ràng buộc mà chủ yếu tập trung chỉ trích chủ nghĩa xã hội, lấy những ví dụ cụ thể trong lịch sử về chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu để xuyên tạc và cáo buộc chủ nghĩa xã hội đã tạo ra sự tập quyền, chuyên chế và thúc đẩy hình thành các chế độ cộng sản độc tài và chuyên chế. Bản nghị quyết này quy kết chủ nghĩa xã hội là nguyên nhân sinh ra các nạn, đói, giết người, kìm hãm sự phát triển của lịch sử và đổ lỗi cho chủ nghĩa Marx Lenin. Các đảng cộng sản và các nhà lãnh đạo chủ nghĩa xã hội đứng đầu là Lenin, Stalin ở Nga, Mao Trạch Đông ở Trung Quốc, Fidel Castro ở Cuba, Kim Nhật Thành ở Triều Tiên đã gây nên, đồng thời bác bỏ mọi giá trị, các nguyên tắc nền tảng của chủ nghĩa xã hội là các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx, Lenin, đồng thời kiên quyết phản đối việc thực hiện các chính sách của chủ nghĩa xã hội trên thế giới, sự tồn tại của chủ nghĩa xã hội hiện nay. Sự xuất hiện của nghị quyết Hart-Corret 9 nêu trên, các thế lực thù địch chống phá đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta như cá gặp nước. Họ đã triệt để lợi dụng quan điểm thù địch đối với chủ nghĩa xã hội, phủ nhận chủ nghĩa Marx Lenin của nó, để phủ nhận lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng. Chúng ta không lạ gì chiêu trò theo đuôi phương Tây của các thế lực thù địch phản động, các luận điệu xảo trá để té nước theo mưa, công kích, bài xích, chống đối đảng ta, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam do đảng ta lãnh đạo, nhằm lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa bằng cách phủ nhận nền tảng tư tưởng của đảng ta, bằng cách nêu sai lầm của Đảng Cộng sản Liên Xô với lời lẽ vô căn cứ, rằng những người Cộng sản Liên Xô đã tự thú nhận sai lầm của họ về đường lối chính trị, dẫn đến sụp đổ của chủ nghĩa xã hội là do quá tin vào chủ nghĩa Marx Lenin. Từ đó, họ đòi đảng ta từ bỏ chủ nghĩa Marx Lenin và đưa chủ nghĩa Marx Lenin vào bảo tàng lịch sử. Từ năm 2021 đến nay, các nghị sĩ Mỹ đã đề xuất 5 dự thảo nghị quyết lên án chủ nghĩa xã hội, song duy nhất chỉ có nghị quyết Hart-Corret 9 được Hạ viện Mỹ chính thức thông qua. Tuy nó chỉ mang tính biểu tượng, không ràng buộc và không đề cập trực tiếp đến Việt Nam, song việc chỉ trích cực đoan đối với chủ nghĩa xã hội, phủ nhận hệ giá trị tư tưởng của chủ nghĩa Marx Lenin đã tạo ra dư luận xấu về chủ nghĩa xã hội. Như chúng ta đã biết, chủ nghĩa Marx Lenin là thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học cách mạng, công cụ nhận thức vĩ đại để nhận thức và cải tạo thế giới vì sự tiến bộ xã hội, là hạt nhân lý luận của hệ tư tưởng giai cấp công nhân và là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của đảng ta. Việc họ phủ nhận lý luận về chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bằng viện dẫn mô hình Xô Viết ở Liên Xô, Đông Âu cũ kỹ, lỗi thời nên sụp đổ, giả giọng khuyên đảng ta là cứ lý thuyết nào đúng, có lợi cho dân tộc thì theo, hay bày ra cái gọi là tâm thư, kiến nghị tâm huyết với đảng, nhà nước để đề xuất giải pháp sửa lại chủ nghĩa Marx Lenin cho phù hợp với thời thế và thực tế Việt Nam hiện đại. Thoạt nghe có vẻ hấp dẫn, song suy xét kỹ lưỡng, nhìn nhận khách quan toàn diện, nó hoàn toàn đi ngược lại mục tiêu, con đường lẽ sống mà đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Vậy có khi nào chúng ta tự hỏi tại sao họ lại ra sức chống phá chủ nghĩa Marx Lenin, chống phá chủ nghĩa xã hội quyết liệt như vậy? Hẳn là họ có ý thức rất rõ sức sống mãnh liệt cũng như sự nguy hiểm của chủ nghĩa Marx Lenin đối với sự tồn tại, phát triển và lợi ích của họ. Hẳn là những người này hiểu rằng chừng nào còn chủ nghĩa Marx Lenin thì chừng ấy còn có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, còn có chủ nghĩa xã hội, còn có cuộc đấu tranh của giai cấp và còn là hình mẫu cổ vũ cho những dân tộc, những tầng lớp bị áp bức, bóc lột, đe dọa đến sự sinh tồn của họ. Để duy trì sự tồn tại của mình, họ không thể ngồi im, nhìn nhận sự chết dần, chết mòn bởi uy tín và vai trò ngày càng tăng lên của Đảng Cộng sản, ưu thế và sức mạnh vô địch của chủ nghĩa xã hội. Để cứu lấy mình, họ buộc phải dùng các biện pháp, mọi thủ đoạn để có thể chống phá, hạ bệ chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Thực tiễn phát triển vượt bậc của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng dựa trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là minh chứng hùng hồn cho sự lựa chọn đúng đắn này. Việc kiếm cớ, theo đuôi, viện dẫn và làm theo nghị quyết Hart-Corret 9 lên án sự khủng khiếp của chủ nghĩa xã hội của Mỹ và phương Tây để xuyên tạc bản chất của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đương nhiên, họ đã rơi vào chủ nghĩa cá nhân là làm trái với chủ nghĩa nhân đạo hiện thực, là đi ngược lại lợi ích của dân tộc Việt Nam.